này con chỉ là cây bút chì nhỏ bé, trong tay Thiên Chúa Ngài đã vẽ nên đời con. Này con chỉ là cây bút chì bé nhỏ, trong tay Thiên Chúa con phục vụ anh em. Bạn bút chì ơi, bạn hát cái gì vậy? Tôi rất là quan tâm tới bạn đó nha. Tôi nói bạn nghe này nè, tôi thì cũng không muốn làm cho bạn buồn đâu, nhưng mà bạn vừa dơ nè, vừa lùn nữa. Bữa thấy cũng ca lắm sao giờ lùn dữ vậy không biết. Xấu như vậy tôi không biết cuộc đời bạn sẽ ra sao. Bạn nói tôi mới để ý nha. Sao mình lùn dữ vậy ta? Nhưng mà kệ bạn ơi, lùn mà vui. Dơ á là tại vì ông chủ hay sử dụng tôi nè, xài riết rồi cái tè đầu luôn. Tại cái anh đồ chuốt nữa, anh gọt miết mà tôi thành vậy nè. Ông đó hả, ông bạo lực lắm, chuốt đau kinh. Nhưng mà nhờ như vậy tôi mới viết đẹp lắm á nha. Thôi bạn đừng có biện hộ, xấu thì nhận mình xấu đi. Bạn nhìn tôi này nè nha, tôi vừa trắng trẻo, body chuẩn, cũng là dụng cụ văn phòng phẩm như nhau thôi, mà tôi cứ như người mẫu, còn bạn như người lùn. tôi cũng... Bạn cũng muốn giống tôi chứ gì, đâu có dễ. Nhà sản xuất tạo ra tôi đẹp sao, tôi phải duy trì vậy hoài luôn. Tôi phải giữ gìn nhan sắc của mình dữ lắm nha. Tôi không bao giờ đụng vô mấy cái dơ bẩn hết, vừa không bị mòn thân, vừa không bị đen. Chứ ai như bạn, sinh ra thì cao kèo, ăn ở sẽ thành ngón chân út của người ta. Thôi chấp nhận đi nha. Chẳng lẽ mình tệ vậy sao? Mình chỉ muốn giúp ích cho người khác thôi mà, tại sao mình lại như vậy chứ? Vậy mình có nên chui vào góc nằm cho xuống thân không ta? Bạn thân mến, mỗi chúng ta đã được dựng nên một cách hoàn hảo và khác biệt do tay đấng tạo hóa, từ diện mạo cho đến tính cách lẫn khả năng. Cũng như khi ta bước vào một cửa hàng, một siêu thị, ta sẽ thấy la liệt những hàng hóa đa dạng về loại lẫn về chất, và cũng có những kệ trưng bày đầy dãy hàng mẫu. Đó là những loại hàng chỉ để ngắm chứ không được xuất xưởng đến tay người dùng bao giờ. Bạn ơi, không phải tụi mình cũng được tạo dựng nên từ một nhà sản xuất hay sao? Chẳng phải trong mỗi chúng ta cũng có những ân tứ và những khả năng do tay đấng tạo hóa hay sao? Hỡi những cây bút chì nhỏ bé, hãy để bản thân mình được chuốt mỗi ngày bạn nhé. Dù cho đến một ngày bạn nhìn lại và thấy mình chỉ là một cây bút chì lùn tè, nhưng hãy nhìn xem những gì mà cây bút chì đã để lại. Này con chỉ là cây bút chì nhỏ bé, trong tay Thiên Chúa Ngài đã vẽ nên đời con. Này con chỉ là cây bút chì bé nhỏ, trong tay Thiên Chúa con phục vụ anh em. Trong tay Thiên Chúa con phục vụ anh em.